Ngày 27 tháng 7, Tòa án Nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã tuyên phạt bị cáo Võ Hoàng Thái, 20 tuổi, ngụ phường 8, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, 13 năm tù về tội giết người. Đồng thời, hội đồng xét xử còn tuyên phạt 8 bị cáo khác từ 6 tháng đến 12 năm 2 tháng tù. Về các tội giết người, cố ý gây thương tích và che giấu tội phạm. Trước đó, tối ngày 1 tháng 8 năm 2022, Thái cùng 6 bị cáo khác ngồi nhậu trước sân của một cửa hàng kinh doanh tôn tại xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi. Lúc này có hai người đàn ông chạy xe máy qua lại nhiều lần, mỗi lần đều nhìn vào nhóm của Thái đang ngồi nhậu. Cho rằng bị nhìn đểu, các bị cáo đã lên xe rượt theo và dùng dao tự chế chém liên tiếp vào hai người đàn ông này, bất chấp nạn nhân van xin. Nạn nhân được người dân đưa đến cơ sở y tế cấp cứu. Bị cáo Thái còn liên quan đến vụ án khác. Cụ thể, khuya ngày 20 tháng 7 năm 2022, anh T đang ngồi uống nước cùng bạn tại một quán cà phê gần quảng trường Hùng Vương, thành phố Bạc Liêu, thì bị 4 người trong nhóm của Thái chém gây thương tích 27%. Hội đồng xét xử còn buộc các bị cáo bồi thường cho 3 bị hại số tiền hơn 230 triệu đồng. Chiều ngày 27 tháng 7, Đại tá Vương Trường Nam, Phó Chỉ huy trưởng Nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk, trưởng ban chỉ đạo chuyên án cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi. Trước đó, tiếp nhận nguồn tin tố giác tội phạm tại xã biên giới IRV, huyện Isup và của nạn nhân về đối tượng có hành vi lừa đảo dưới hình thức tuyển người làm việc nhẹ lương cao để lừa bán vào các cơ sở cà phê massage kích dục tại tỉnh Bình Dương. Đến ngày 25 tháng 7, lực lượng bắt được Nguyễn Văn Thương, sinh năm 1992, trú tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, đang lẩn trốn tại huyện Emerald, tỉnh Đắk Lắk. Nguyễn Văn Thương thừa nhận đã có hành vi lừa gạt, đưa đón, chuyển hai nạn nhân sinh năm 2008 và 2009, trú tại huyện Isup, tỉnh Đắk Lắk, để bán cho đối tượng khác chưa rõ danh tính ở tỉnh Bình Dương và nhận 1,9 triệu đồng. Ngày 27 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Võ Thành Đạt, sinh năm 1997, quê Bình Định, để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong. Trước đó, chiều ngày 26 tháng 7, Đạt điều khiển xe tải đi trên quốc lộ 51, hướng từ Đồng Nai về Bà Rịa Vũng Tàu. Khi đến ngã tư cổng vòm quốc lộ 51 giao với Trần Hưng Đạo thuộc tổ 1, khu phố Quảng Phú, phường Phú Mỹ, tài xế cho xe chuyển hướng rẽ vào khu công nghiệp Phú Mỹ 1, thì xảy ra va chạm với xe máy do ông Lê Quốc Việt, sinh năm 1960, trú tại thành phố Bà Rịa điều khiển. Hậu quả khiến ông Việt tử vong tại chỗ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng tiến hành kỳ họp thứ 47 và có quyết định thi hành kỷ luật khai trừ khỏi đảng đối với ông Lê Văn Minh, nguyên bí thư đảng ủy, nguyên giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng, ông Mai Hữu Chanh, nguyên bí thư chi bộ, nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Lộc Bắc. Trước đó, năm 2020, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về tội vi phạm quy định về quản lý rừng, gồm ông Lê Văn Minh, ông Lê Quang Nghiệp, nguyên chi cục trưởng chi cục lâm nghiệp tỉnh Lâm Đồng, nguyên phó chi cục trưởng chi cục kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng và ông Mai Hữu Chanh. Dự án chuyển đổi rừng tự nhiên nghèo sang trồng cao su tại một phần tiểu khu 398, 418, 419 thuộc địa bàn xã Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm của công ty lâm nghiệp Lộc Bắc chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường và chưa đúng các quy định khác của pháp luật, nhưng cấp dưới vẫn tham mưu cho ông Lê Văn Minh, lúc đó là giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Lâm Đồng, ký quyết định cấp phép khai thác tận dụng lâm sản, cho phép công ty lâm nghiệp Lộc Bắc khai thác lâm sản trái pháp luật tại các tiểu khu trên với diện tích 75,78 ha, trữ lượng gỗ 3.509,76 mét khối. Trưa ngày 27 tháng 7, thông tin từ Công an thành phố Hà Nội, tối ngày 26 tháng 7, ông Nguyễn Trọng Vạn, trú tại Phú Thượng, quận Tây Hồ, điều khiển xe ô tô trên đường Phạm Văn Đồng hướng về cầu Mai Dịch. Khi qua ngã ba Phạm Văn Đồng, Hoàng Quốc Việt, xe va chạm với một số phương tiện rồi đâm vào ba người đang uống trà trên vỉa hè trước số nhà 165 Phạm Văn Đồng. Hậu quả làm ba người bị thương được đưa đi cấp cứu bệnh viện E, trong đó có một người đã tử vong. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp lực lượng Cảnh sát 113, Công an quận Cầu Giấy, lực lượng y tế khẩn trương đến hiện trường giải quyết vụ việc. Qua kiểm tra, lái xe không có nồng độ cồn và âm tính với chất ma túy.
Ngày 27 tháng 7, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu cho biết, vừa cứu sống bệnh nhân T, 68 tuổi, ngụ xã Hưng Phú, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu, nguy kịch do bị ong đốt. Trước đó, ngày 6 tháng 7, ông T bị ong vò vẽ đốt và được đưa đi cấp cứu trong tình trạng khó thở, mạch nhanh, huyết áp tăng, nổi mề đay toàn thân. Qua kiểm tra trên người ông T có hơn 120 vết ong đốt, bệnh nhân sau đó bị rối loạn đông máu nặng và tổn thương đa cơ quan, nguy cơ tử vong cao. Bác sĩ Nguyễn Hoàng Duyên, Phó trưởng khoa hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu cho biết, trong quá trình điều trị, tình trạng suy hô hấp của bệnh nhân tiến triển rất nặng, phải hỗ trợ thở máy không xâm lấn, tổn thương thận mức độ nặng. Tiềm ẩn nguy cơ biến chứng, bệnh nhân có thể tử vong bất cứ lúc nào. Trải qua 3 tuần điều trị tích cực, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định. Sáng ngày 27 tháng 7, Ủy ban Nhân dân phường Tân Xuyên, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau cho biết bờ bao quanh khu vực chôn lấp rác của nhà máy xử lý rác thải thành phố Cà Mau bị bể. Nước thải chảy tràn ra xung quanh khiến lượng lớn tôm cua và cá nuôi của người dân bị chết. Những ngày qua ở Cà Mau liên tục có mưa lớn dẫn đến nước trong khu vực chôn lấp rác của nhà máy dâng cao và rò rỉ ra ngoài. Trong lúc sử dụng máy đào để khắc phục sự cố trên, lực lượng thi công đã làm bể bờ bao. Lãnh đạo nhà máy xử lý rác thải thành phố Cà Mau đã tiếp xúc với các hộ dân bị thiệt hại để có phương án hỗ trợ.